xin giới thiệu với toàn thể các bác. Tiếp tục trong series giới thiệu cục đẩy công suất số tiếp theo này, thì hôm nay anh em chúng em giới thiệu với các bác là ba mẫu cục đẩy công suất hàng bãi. Một là con đầu tiên là R400, công suất 400W trên một kênh của hãng là GT Professional Audio này. Đó. 400W đánh một kênh tải 8 ohm. 4 ohm là vào 700W. Đấy, máy như này thôi. Vừa tháo ra cái miếng này đậy đây, tưởng là hai vế, hóa ra là công ty nhà máy họ chỉ làm này thôi. Tiết kiệm đúng không ạ? Nhưng mà nhìn máy này thôi các bác đừng có nói đùa. Con này công suất tầm 400W nhưng có thể nói là khỏe đến tận 500W cơ. Công suất nó thật là đủ. Các bác có thể đánh súp được, đánh full được. Rất là khỏe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò. Mà máy nó khỏe như là cái con 20 sò vậy. Đấy, nguồn rất to nhá. Con này nguồn 19 cơ. Nguồn 19. Máy 16 sò mà nguồn 19 nha. Đấy. 8 tụ nguồn này. 2 diốt nguồn này. Nhà máy là sử dụng sò Toshiba, sò của Nhật Bản năm 2013. Chở là chở đứng nhá, không phải chở nằm, các loại chở rẻ tiền đâu. Chở này chở cao cấp, chở đứng. Máy rất là xịn. Đây. Nhìn thiết kế mặt đây. Lưới này. Đấy. Đây là cái phần mặt sau nhá, em sẽ quay cho các bác. Mặt sau đây. Input XNR này. Output là spec công và rất kiểu bắc chuối. Đằng sau có quạt này. Đó. Rất là chất lượng. Ok. Sang cục đẩy tiếp theo. Cục đẩy tiếp theo là đến từ hãng Audio Power. Con này có mã là CA20. Đó. CA20. Các bác nhìn cái máy chất không? Riêng quả biến áp nguồn đã 22 rồi. Biến áp nguồn nó phải tầm 22 đấy. Quậy đùa đâu. Biến áp nguồn bằng cái bát này, bằng cổ nam châm của nó bát. Con này công suất rất là khỏe nha. 1000W một kênh cơ. Tải 8 ohm, 4 ohm là 1600W. 4 ohm. Bao đánh full đôi xúc kép. Đấy, bát 40. Full đôi 40 đánh tốt, xúc kép 40 đánh tốt. Đấy. Đây. Tụ đồng nguồn này có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 quả tụ đồng nguồn. 3 diode nguồn cơ. 3 diode nguồn. Máy quá chất luôn. Đấy. Vâng nha. Máy rất là khỏe. Con này thì khỏe như CA rồi. Đây gọi là CA. CA20 phiên bản rút gọn. Đấy, bản nâng cấp của CA20 phiên bản máy đầy đủ. Con này máy rút gọn, nguồn rất là to nha, cũng rất là nặng luôn. Con này thì công suất 8 ohm 1000W một kênh. 4 ohm 1500W một kênh. Ok. À 1600W thì 1600W. Máy sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 14. Vào 28 sò, tổng công suất 28 sò. Chưa tính bù áp nhá. Bù áp là đây là dùng MOSFET này để đánh bù áp này. Nên là tiếng nó sẽ rất là hay và chi tiết. Con này là máy mạch hát nhá các bác nhá, mạch class hát. Class hát power âm đi. Máy rất là xịn luôn. Làm theo công nghệ của Crest Audio, công nghệ của Mỹ. Đây mặt trước nguồn này nha các bác, mặt trước sản phẩm này các bác nhá. Audio Power CA20. Đấy. Do đêm tối rồi là anh em là cũng người chưa test. Đấy. Nói chung các loại này thì rất khỏe thôi, hôm nào sẽ bác quả này đánh quả xúc kép xem nào. Xúc kép 50 xem là đánh có nổi không. Em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Thì các bác biết rồi, những dòng cục đẩy cao cấp. Đấy thì ở đây có thể out C3 này, A này, B, C. Đấy, ok. Nghe điện thoại đã. Con này là cái cửa C này, cửa D này là cái cửa kiểu là cửa cắm đinh ấy. Đấy. Các bác nhá, cắm đinh. Đó. Các bác nào biết thì các bác bổ sung cho em cái. Chứ em thấy bây giờ hoảng loạn quá. Có hai kênh AB sao lại còn thêm cái này, chắc cửa này cậu cắm đánh chập cầu qua loa rồi. Chắc là vậy. Đây, công nghệ đây. Chữ thì bé tí nữa. Ok. Đây mã của sản phẩm này. Check mã nha, hàng chính hãng nha. Tiếp đất này, độ nhạy chính ở đầu vào này. Chế độ đánh AB này. Đó. Cái này thì có A này, B này, C, AB thôi, không có CD. AB. Quạt gió. Quạt này là của hãng NMB, quạt rất là cao cấp. Rất là xịn luôn.
Đây là máy các bác xem nha, máy mình kiểm tra chất lượng luôn. Cao cấp như thế mà. Ở đây cái bo xử lý này là của hãng MG cộng Master Audio, mã của nó. Đây tụ lọc nguồn đây. Tụ này em xem là dung lượng và điện áp là 80V 6800mA trên một quả. Và đây là tận mười mấy quả đây. Nguồn rất là to nha, nguồn 20 cơ. À nguồn 22 cơ. Đấy. 8 ohm 1000W một kênh. 4 ohm là 1600W một kênh. Đấy. Chụp cầu tải 8 ohm nha. Các bác đánh cầu đúng không? Đánh dry cộng 1 và cộng cộng một kênh A, cộng một kênh B. Đấy. Thì nó vào chắc là tầm 2000 đến 2200W 8 ohm. Mà 4 ohm thì thôi không kể nữa. 8 ohm là đã ăn lắm rồi. 4 ohm thì các bác gần lên đôi lên nữa. Ok. Rồi, tiếp theo đến con đẩy thứ ba. Con đẩy này thì mạch nó hiện đại hơn tí nữa. Con này thì không biết là đến từ hãng nào, nhưng mã của nó là ME452. Đấy. Chắc là 452W trên kênh sao ấy. Hay là 450W hai kênh phải. Đây, các bác nhìn này, máy nguồn rất là bé nhá, không to đâu. Nguồn này nó chỉ tầm 17 thôi. Nhưng mà 4 tụ là nguồn, 8 tụ là nguồn. 1 2 3 4 5 6 7 8 diode nguồn. Đấy, hai con diode nguồn. Con này máy glass nát. Đây là cái mạch. Đây là cái ốp bảo vệ này. Ốp bảo vệ nhá. Phần công suất đây. Đây là phần công suất này. Đấy. Cái này thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sò công suất. Đấy, như con này máy là máy hát nhá. Bù áp này. Con bù áp này. Máy mạch hát nhưng mà mạch đời mới rồi. Đó. Ok. Con này rất là khỏe. Con này đánh các loại bass 30-40 được. Con này công suất thì chắc nó khoảng tầm là trên 500W. Chắc tầm 550W, 8 ohm. 4 ohm chắc là vào 700-800W. Đấy. Và đánh các bác đánh chụp cầu dry thì chắc nó vào tầm 1000W, 1100W. Trên 8 ohm và 4 ohm các bác cộng thêm 60% nữa. Đó, ok. Đây, lại mặt sau nhá. Mình sẽ quay cho các bác này. Mặt sau thì các bác có tín hiệu đầu vào này. Độ nhạy tín hiệu vào, chiếc ổ đánh này, self level và dry này. Đấy. Đây này. Cầu đấu này, kênh A, kênh B. Ok. Mã series email các kiểu. Hàng vãi về máy nó toàn xịn này thôi. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp nha. Để biết thông tin về sản phẩm cũng như là phương thức là đặt hàng, nhận hàng, thanh toán hay là đặt cọc như nào đó, anh em sẽ hướng dẫn sau. Còn đẩy thì nhiều lắm, nhưng mà bây giờ anh em là bận chưa tháo hết được. Đấy. Trên đây là 3 mẫu sản phẩm cục đẩy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha.